nằm trên đường Nguyễn Văn Bình, bên hông Bưu điện thành phố Hồ Chí Minh. Đường sách dài 400 m, gồm có 20 gian hàng cố định của các nhà xuất bản, đơn vị làm sách, cùng 2 gian cà phê sách và gần 20 gian sách di động. Đường sách bắt đầu phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 9 tháng 1 năm 2016. Trục đường này còn được thiết lập Wi-Fi miễn phí phục vụ du khách tra cứu thông tin để tìm mua các ấn phẩm ưng ý. Quý vị thân mến, đầu năm dạo quanh đường sách và được ngửi mùi thơm của giấy mới cảm thấy rất là thú vị. Năm nay thì ngoài đường sách Mạc Thị Bưởi, bên cạnh phố đi bộ Nguyễn Huệ còn có đường sách Nguyễn Văn Bình. Và bây giờ thì xin mời quý vị cùng chúng tôi tham quan con phố này nhé. Được xây dựng với tiêu chí là nơi tôn vinh, giới thiệu, quảng bá văn hóa đọc, các gian hàng ở đường sách không tập trung vào việc buôn bán mà nỗ lực xây dựng hình ảnh đẹp về sách, như gian hàng của nhà xuất bản Trẻ trưng bày những cuốn sách mới nổi bật nhất, gian hàng nhà sách Đông A giới thiệu các ấn phẩm quan trọng vừa xuất bản, gian hàng nhà sách Nhã Nam dành vị trí rộng để bày sách phục vụ miễn phí cho thiếu nhi đọc. Nhã Nam chuẩn bị rất là kỹ cho cái đường sách này. Chúng tôi tạo ra rất là nhiều chủ đề trong một cái không gian của cái gian hàng của mình. Tất cả các cái số liệu mà tôi có thì đều cho thấy rằng là đường sách hoạt động rất là tốt, kể cả về doanh thu, kể cả về số lượng các cái khách tham gia ở gian hàng. Tôi nghĩ rằng đường sách đã có cái vai trò rất là tốt. Trong những ngày Tết này thì chúng tôi đón rất là nhiều khách và mọi người đều hào hứng với đường sách này. Tôi nghĩ đường sách nó là mới không chỉ là cái nơi bán sách mà nó còn là một cái không gian văn hóa rất là tốt cho người dân thành phố. Trời ơi, sao đầu năm mới thì gặp người nổi tiếng thế này? Sao hôm nay trùng hợp nhỉ? Đúng ngày 2 Tết mà hai đứa mình lại gặp nhau ở đường sách. Phương mới tìm thấy một cuốn này hay lắm, có một câu Phương mới nhịn đọc. Đừng đánh đồng nhân cách của tôi với thái độ của tôi, bởi vì nhân cách của tôi chính là tôi, còn thái độ của tôi thì phụ thuộc vào chính bạn. Nó giải thích được cho rất là nhiều thứ, bởi vì có nhiều người thì họ rất là dễ thương nhưng mà đôi khi tự nhiên họ rất là khác. Họ có thể nổi nóng, họ có thể thế này thế kia, họ có thể... Nhưng mà tất cả nó giải thích được rất là nhiều cho mọi người. Đó là thái độ thì phụ thuộc vào chính bạn, vào cái giờ phút mà tôi tiếp xúc với bạn. Nhưng nhân cách của tôi thì sẽ làm duy nhất. Ngày hôm nay chúng ta vô tình gặp nhau như vậy, Thanh nghĩ là có duyên lắm luôn á. Bây giờ mình sẽ cùng nhau đi lựa sách nha. Từ khi khánh thành đến nay, đường sách Nguyễn Văn Bình được xem là địa điểm lý tưởng và là tấm giấy thông hành giúp những người yêu sách dễ dàng tiếp cận nguồn tri thức quý giá của nhân loại. Ngoài các gian hàng cố định, đường sách còn có những gian hàng sách cơ động. Đây là nơi dành cho các cá nhân tập thể bày bán sách cũ, sách chuyên đề, trao đổi sách quý hiếm. Đúng rồi, thế giới của Sophie, tiểu thuyết về lịch sử triết học. Vâng, vẫn còn nhớ cái hồi mà Phương học ở ngoại thương thì cô giáo có nói một cái câu mà Phương nhớ hoài là cái người mà giỏi triết học ấy thường là họ sẽ giỏi tất cả các bộ môn khác. Nhưng mà trong triết học nó có những cái câu nó rất là hay. Ví dụ giống như là mâu thuẫn là động lực của phát triển. Phương cũng thích cái câu đấy. Thanh Hương có một gợi ý, ban nãy khi mà đi dạo khu này á, thì Thanh Hương thấy có một nơi có tượng sách rất là đẹp. Hay là bây giờ tụi mình lại đó chụp ảnh đi, nhân dịp đầu năm đi. Hình thật là dễ thương. Như vậy là trong năm nay có những kỷ niệm đẹp đầu năm rồi ha. Và nhân dịp năm mới thì Lan Phương cũng chúc cho quý vị khán giả có thật nhiều sức khỏe, làm việc gì cũng thành công và những ước mơ của các bạn sẽ trở thành sự thật. Kính thưa quý vị khán giả thân mến, đường sách Nguyễn Văn Bình tuy chỉ mới khai trương trong vòng 1 tháng thôi, thế nhưng đã trở thành một địa điểm vô cùng lý tưởng dành cho những người mê đọc sách vào mỗi dịp cuối tuần và những dịp lễ Tết như thế này, và cũng góp phần nâng cao được văn hóa đọc sách của người dân thành phố Hồ Chí Minh. Hy vọng rằng quý vị sẽ có được một năm mới thật tràn đầy niềm vui nhé, và nhớ ghé thăm đường sách Nguyễn Văn Bình. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Tình yêu thương rộng lớn luôn đem tới niềm vui, cùng sẻ chia nỗi khổ, dìu nhau về thảnh thơi.